Xin chào tất cả mọi người. Cảm ơn mọi người đã cùng một chút thời gian quay trở lại với kênh An Thái Auto. Video ngày hôm nay em đang giới thiệu tới mọi người một sản phẩm, đó chính là lốc điều hòa của Kia Forte 2015 đến 2018 và Hyundai Accent 2013 đến 2015. Sản phẩm được sản xuất bởi công ty Dowon tại Hàn Quốc anh em nhé. Đây là anh mời anh em nhìn qua sản phẩm này. Đây là được sản xuất bởi công ty Dowon tại Hàn Quốc này. Đó, đây là mã QR, đây là mã của sản phẩm, đây là mã phụ của sản phẩm này. Bây giờ em xin nói sơ qua về sản phẩm để anh em cùng biết này. Với cái dòng sản phẩm này thì lốc được bắt vào với lốc máy qua 4 chân, 2 chân trên và 2 chân dưới, và được điều khiển bằng van đuôi nhưng là van cơ anh em nhé. Đây, đây chính là cái van áp suất lốc. Đây chính à đây là cái van đuôi lốc này, đây chính là cái van áp suất lốc này. Đây chính là 4 chân để bắt vào thân lốc, và đây là cái bộ ly hợp từ, hay chúng ta còn gọi là cái bộ dẫn bộ lai dây curoa chuyển động của hệ thống điều hòa. Đây là hai mặt bích, một mặt bích đường cao, một mặt bích đường hồi của lốc. Đây, anh em nhìn nhá. Lốc Hàn Quốc này. Công ty Dowon, đây chính là cái buôn điện này, đóng mở của lốc điều hòa. Đó. Em nhìn nhá, chân trên, chân dưới này. Đấy. Lốc được lắp ghép với nhau bởi qua 3 phần thân, một đầu, một đuôi và một phần giữa bởi một con ốc xuyên suốt qua thân. Đấy. Đây, anh em cùng nhìn nhá. Dây Cura của đời này nó sẽ chạy bản 6BK. Đó, đây là mặt hít này. Thì vừa rồi là em vừa giới thiệu sơ qua anh em cái dòng sản phẩm, đó chính là lốc điều hòa của Kia Forte 2015 đến 2018 và Hyundai Accent Kia K3. Nói chung với cái mã này nó có thể lắp được chung cho rất là nhiều loại xe. Cảm ơn mọi người đã cùng với chút thời gian xem video của em. Hẹn gặp lại mọi người trong những video kế tiếp. Em xin chào.